Thì cô tôi chào chị nha, hôm nay dẫn ba mẹ đi chỗ làm đồ xây dựng anh chị. Vô đây coi thử cái đồ xây dựng sắp tới mua nhà xong rồi sửa nhà anh chị. Cho nên là vô coi. Mua thêm mấy cái đồ vật dụng. Ha. Rồi bên này có gì anh chị nha. Đấy, nội thất bên này hơi bị nhiều ha. Đó, thấy quạt kìa chưa? Đi lên là vẫn nóng anh chị nha. Đó, ghế này ngồi chơi mà trời ha. Đó. Đó, Arma Japan là chỗ mình hay mua đồ ha. Sửa là nhà. Đó, nghe đây ba. Trong bánh bánh trong này có dành bánh cây kiển luôn. Tí dẫn ba đi coi luôn. Đây, bên này ha, vô đây. Đó, Airpoint ha, Airpoint Time 5. Đi đi này chị nha. Ừ. Đây đã anh chị ha. Trời ơi. Quá trời. Bàn ghế đẹp luôn. Mẹ cũng đi luôn mà, mẹ đi luôn mẹ, đi đây luôn. Mẹ luôn. Chào nồi. Để tí nua bình bình ga người ta khô. Đó. Đó, mình dẫn chị em vòng 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 coi trước nha. Đó, bên này hơi bị nhiều. Đẹp lắm luôn anh chị. Bên này vô đây muốn gì cũng nhiều, muốn mua hết trơn á. Vô đây à. Khoái mua đủ thứ. Ghế kìa ha. Ngồi chắc lắm. Ghế là cái 2-3 triệu cái ba. Đây, bộ bụng bếp đó nè. Tí tí đi tí coi. Rồi ta đi dạo dạo chỗ này trước bạn chị ha. Làm sẵn mua về đắm thôi. Đó. Đúng rồi đó. Cho nên là đó, những nhà nào có kiểu đó là thích là tùy theo kích thước nhà có kiểu liền ha. Này hơi đẹp anh chị nha. Này là bếp nè. Đã không? Quá sàn. Các bạn ha, bên này bếp đẹp không? Bếp quá đẹp luôn ha. Quá trời bếp. Bếp nhìn xịn không? Chắc. Gang cũng rất là chắc luôn anh chị. Đẹp. À, bếp đặc biệt đây, 490 anh chị ha. Bộ này cái bếp này thì tầm 890. Đẹp không? Quá đẹp. Đó. Đẹp. Quá đẹp ha. Bếp quá đẹp ha. Bếp này vừa nướng ngoài nhìn đẹp ha, nhìn nó dễ gọn gàng đúng không? Nam có chứ, Việt Nam mình có. Thế bếp này có đông phần nhà nó đẹp chứ. Đẹp ha. Đây. Tủ nè, tủ này đông nha ba, giống tủ đông nha ba không? Tủ này 7-8 triệu. 8 triệu mấy? 9 triệu mấy giặt. Mày coi mấy bếp này. Đúng là bếp, đúng là đẹp. Mấy nướng này khỏe mà nè. Không bị còng lưng á. Kéo ra ngay cái bỏ mấy nướng như luôn. Khỏe. Đây hơi sấy hâm đó. Không, đây là microwave á, như của mình á. Bỏ âm lên tủ ha. Cầm cái nó đỡ mỏi lưng á. Này nồi nướng như này nè. Hai cái lò nướng ta. Đó. Để mà nóng ở đây. Cái nấu đây. Hôm nay. Khác. Đặt lên đây. Hay không? Bếp này. Hay không? Đồ nội thất bên này quá. Thích ba ưng cái nào rồi? Ưng nào về sắm bộ. Bộ vật đá nhìn đẹp hơn. Nó cổ kính ha. Này này nhìn lên. Hút. Cái nào cũng có hút hết á. Nhìn nó hoành tráng chắc anh lên ha. Đó, tủ kéo được luôn á. Kéo ra cái vô. Nói cho bữa mình dẫn nhà đầu tư đi xem nhà rồi anh chị ha. Em muốn sửa lại dàn bếp mà cho nên là để coi lại dàn bếp. Đó này. Đây này cũng phòng giặt nè ba. Này phòng giặt. Đó phòng giặt này, cái này phòng giặt. Đồ của Đây, đây phòng giặt của nó nè. Đẹp hay. Quá đẹp ba hay. Quá đẹp anh chị ha. Bếp tuyệt đẹp quá. Nguyên cả như vậy luôn à? Dạ, nguyên vô xong rồi về lắp vô. Cái này 12.000, 200 triệu. 200 triệu. Bộ này 200 triệu. Cái này là cái hàng màu thôi, còn để mình đặt mua cái là có cái hàng kho cho mình. Cái bếp này là 700 này, 700 là 10 triệu này, bếp này 10 triệu này. Cũng đẹp chứ bộ. 10 triệu lên xuống ra nó được này thấy không? Cái này cái công khai dễ lon chùi. Món cà phê. Có để giá mà, có để giá không? Còn giá coi. Hôm nay không phải để, hôm nay khuyến mãi ba bốn này coi này. Không để giá là khuyến mãi đó. Ba có nhấn quay đâu. Đây,
mấy dàn bếp thiết kế nhà mẫu á, anh chị thiết kế nào là có là đó ha, quá đẹp luôn. Mấy đôi chén nó luôn. Này cái bếp nướng 879 ha. Đó, nói như mình dẫn nhà đầu tư đi anh chị ha. Mình nói như mình dẫn nhà đầu tư đi thôi. Này êm nè ha. Êm nè ha. Quá êm ba này, kéo vào này. Kéo vào thả tự êm mà tự vô nó êm nè. Êm giảm êm lại lên ha. Đó, cho nên nè. Cái bếp cũng nên cái bếp bồn rửa nè. Bồn rửa giống mình ha. Đó, cho nên nè. Đèn gạch. Dạ đó. Không, con nghĩ chắc hơn quá. 200 triệu nguyên bộ nguyên cái khung này nè. Là 1.000 rồi. 12.000 nha. Price in kitchen and inclusive cabinet, door, drawer and panel. Miếng nhành gỗ thôi, miếng này chưa tính. Miếng nhành gỗ nó thôi. 200 triệu. Đẹp chứ bố. Này xài biết khi nào hư được. 200 triệu mà đâu phải 200 triệu đó mà. Các bạn ha, mình dẫn ba mình đi tới đây, bên là đèn. Cũng là đèn. Muốn tìm cái này đây, bên này đèn thấy không? Đó. Mua đèn được là mình mua ha, bán đèn ha, bên này dụng cụ đầy đủ. Đó tiếp. Đi kho, đi kho, cứ đi kho đó. Mua bình ga kho á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tiếp mua. Tiếp là đó, đèn. Này quá là đèn không? Đèn trang trí. Đẹp. Đẹp ha. Đẹp chứ. Này khu gia dụng hôm nay này thích không? Vô lại cứ mua thôi ha. Đã. Đây nè. Đó, đẹp ha. Này dễ thương không? Đây bạn ha, bóng đèn là siêu anh. Đó, bóng đèn bự quá nè ha. 34 đô 500.000. Tôi tập trong mình cái bóng. 38 là hơn 500.000. 550. Đó, đây là ba mình đi thích ha. Đó, đây đèn ngoài trời bên nè, đèn năng lượng ngoài trời nè. Đó. Thôi, đó là mình đèn thôi, đèn đi qua xuống này đi. Xuống. Đây ngoài trời đó. Triệu cái. Đây, hình đơn giản là 6 7 7 7 9 80 đô. Đây. Ngoài trời đơn giản thế. Cái này mà lắp vậy thôi đó. Mà này là 600.000. Nghe không? Việt Nam mình đã rèo. Đây 600.000. Giống như là nhỏ. Cái đó nhỏ nhỏ không? Nhỏ nhỏ là 29 đô. Ờ 30 đô 450. Mắc không? Mắc quá mắc. Giờ đi xuống đây ba, dưới này nè. Xuống đồ phòng nhà tắm này. Đây, này bồn tắm anh chị ha. Chắc lắm mày hả? Chắc. Nhựa mà, này nhựa. Chắc. Ha. Ba cái đẹp không? Này. Nhìn hoành tráng anh chị ha. Đẹp quá đẹp. Đây, bồn tắm này, bồn tắm đứng mà này, đẹp không? Đây. Này thôi rồi. Này, làm ba cửa đẩy luôn, ghê không? Quá đẹp. Nói chung là thứ cái này đang là dùng cho mình vào này. Bước vô đó. Đó, quay lại. Đúng rồi đó. Đẹp hay. Bộ này bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 1.500 20 triệu. Hơn 20 triệu. 20 triệu tiền Việt Nam. Chết. Nhiều anh có. Đây, tìm tính chuyển cái vòi nước anh chị ha. Tính chuyển cái vòi nước. Lắp cái vòi nước cho nó. Từ cái vòi nhà tắm mình lắp cho cái vòi nước. Đó. Đẹp không? Này là khu này. Quá đã ha. Quá. Để mình coi thế đây có cái gì nữa không nha. Đây vòi rất nhiều vòi đây. Nước tắm ha, tắm mười tiệc. Có không? Cầu thông minh. À đúng rồi, ngồi hấp sấy luôn đó. Từ xịt, từ rửa. Từ rửa. Cầu thông minh. Bánh lung tung thôi ta. Đó có nó xịt lên đây chứ. Xịt luôn chúng biết đâu. Có. Chúng luôn. Nó rửa biết luôn rồi.
Phải khô hả? Thông minh. Thông minh. Thông này 360 tầm 4 mấy 6 triệu ha, năm nữa. 6 triệu. 6 triệu rẻ dữ ấy, hôm câu rẻ dữ ấy. Ừ. Bữa bên à, 6 triệu là thằng clear rồi thằng này chứ. Gì hả? Chắc 6 triệu. 1000 mấy kìa. À em remote budget. Shit. Ừ, chắc lộn đó. 1283. Đó, đẹp anh chị ha. Rồi, cái này. Bao đẹp không? Cái bồn rửa mặt. Rồi anh chị ha, mình đi tiếp nha. Tiếp cao bên này ba, bên này bên này. Chỗ barbecue này. Đó, bán đồ quá trời ha. Cái gì cũng có đúng không ạ? Cái gì cũng có, không thiếu gì hết trơn. Mọi người thức tiền hay không thôi chứ. Đây. Đây. Đó, nước điện. Đây, đây bồn ngoài trời ha. Đó, kiếm này ngồi được anh chị nè. Con trứng, cái trứng. Thử coi nè. Đó. Dạ, em ha. Em ngồi mẹ ngắm. Này, này là 600 đô. 10 triệu. 90 triệu. Đây nè, làm đồ nướng, đồ nướng mà. Ồ, đây nè. Lắp nè. Này rồi về Việt Nam nhiều rồi. Ờ. Đây nè, rồi. Ờ. Nhưng mà chắc như chất lượng bằng này. Bên này làm chắc lắm. Ờ đây, anh chị ha, qua đây mình coi bình ga. Ừ. Cái bình ga đâu rồi? Một cái bình ga về ta làm một cái bình ga ha. Đây mình kiếm bình ga nhỏ nhỏ về mình nấu coi. Về mình kho coi. Ở đâu ta? Như mình không thấy được cái bình ga ta, thường nó bắt bình ga. Bình ga đây 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 đây, 9 đồng. Ha, anh chị nha. Đây bình ga. Ok, anh em lấy này nhé. Rồi tính tiền anh chị. Rồi,